chị em nào á mà lép nè, nhỏ nè, xệ nè, mà sợ mặc vào cái mút dày mà nó bị hở là yên tâm không bị hở nha. Nó có cái độ cấp nhẹ mấy chị, nên là khi mà mình mặc vào nó sẽ ôm gọn vào da luôn, chứ nó không có bị hở nếu như mà mình bị lép nha, yên tâm giúp em ạ. Và ngày hôm nay á, trên cái livestream này á thì em còn có mấy trăm áo thôi mấy chị ơi, em còn có mấy trăm áo thôi, nên là em sẽ sale luôn cho mấy chị giá 69.000, 69.000 nha mấy chị, siêu rẻ luôn mấy chị ơi. Nhanh tay chốt đơn ngay vào liền giúp em, mã này là mã 27 kèm size áo, kèm màu, kèm giúp em cái số điện thoại là có đơn hàng nha mấy chị. Thì cái mã này em có màu đen, màu da, màu hồng, màu xám và màu xanh. Trời ơi má ơi, cái màu xanh này nó tôn da, trắng da khủng khiếp luôn mấy chị. Xíu đẹp như vậy mà không chốt được là em nói rồi, tiếc lắm nha mấy chị. Shop em vẫn đang còn cái chương trình áp dụng mua 3 áo trở lên mình sẽ được miễn phí ship. Một áo là 69.000, cho bên em xin 1.000 là 70.000 nha mấy chị. 3 áo 210 được miễn phí ship, cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đó, khi mà bên em giao hàng cho mấy chị là sẽ giao như thế này nè, kèm bao giúp kháng khuẩn luôn. Mà ba cái áo mà nó siêu dày vậy mấy chị, ba cái áo mà nó rất cực kỳ dày luôn mấy chị, mà chỉ cần á hả bóp bóp thôi là mấy chị biết là à hàng nhà ai liền luôn, không cần phải kiểm tra. Nhưng mà bên em cho kiểm tra là mấy chị cứ kiểm tra thoải mái nha. Rồi 69.000 thôi, nhanh tay chốt lẹ giúp em nè. Bên trong của cái áo này á là cái cúp bàn tay, cái cúp bàn tay này á nó có cái hiệu ứng là hỗ trợ nâng đẩy như là cái tay người của mình vậy đó mấy chị. Là khi mình để vào nó sẽ ôm gọn ngực trước, xong bắt đầu nó mình khi mà mình mặc cái áo vào thì nó kèm dây áo và nâng đẩy cái ngực của mình lên. Trời ơi xuất sắc lắm mấy chị ơi.